Rồi, hello anh em. Đến với kênh TT Shop nha anh em. Đó, TT Shop xe nội địa ra băng nha. Đó, tiết kiệm một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha. Biết đâu mình tìm được những con xe ưng ý cho mình sau này nha anh em. Đó, trước mắt anh em đây là một dòng xe phải nói là khá cổ điển nha. Phong dáng khá cổ điển nha. Em nó mang tên là Honda CD 125 T-Win nha anh em. Dòng T-Win nha. Đó, dòng T-Win là nó đầu 10 nha anh em. Đó, cho anh em nào thích những cái dòng xe mà phơm cổ cổ á, hoặc những anh em nào mà đang ở Việt Nam mà có những con xe mà Honda T-Win mà xe hải quan mà nó bị bè bèo á anh em. Đó, về mua những con này về sàn đồ qua thì tùy ý anh em hoặc để trưng bày ha. Đó, CD T-Win nha anh em. Anh em đừng so sánh với CD Bentley nha. Bentley 125 nha. Cái dòng này là dòng T-Win nha. Dòng này nó cổ hơn. Nó cổ hơn thằng Bentley nha anh em. Con này đầu 10. Dòng CD T-Win nó full đồ rồi đó anh em. Có thùng sao, có bẩn rồi hai kính C mà hai kính Nhật luôn nha anh em. Đó, CD 125. Đó, CD T-Win mà anh em. Cái con này chắc zin khá đẹp nè anh em. Zin là máy zin, sơn zin, tem zin đủ hết trơn luôn nè. Đó, những con T-Win đó nè. Những con T-Win đa số là nó mắc như cái này nè. Mắc mấy cái cánh chim hay là mắc mấy cái tem cốp này nè. Đa số nha. Nhưng mà con này nó còn đủ đồ hết nha. Full đồ zin nha nè. Đó, cốp zin, tem zin nè. Cánh chim zin nè. Đó, bô một cặp nè nè. Bô là bô zin nha. Căm đùm niền zin, keo zin, sơn zin. Đó, anh em nào mà mê những cái phơm dáng của CD T-Win này thì tham khảo con này giùm em ha. Cái con này em bán full phụ kiện nhìn anh em, hai kính bẩn thùng em bán con này với cái giá là 37 triệu nha anh em. 37 triệu mình xe nội địa Nhật xe trơn nha anh em, đừng hỏi thủ tục đăng ký sang tên làm sao nha. Riêng mà dòng CD đầu 10 này mà xe hải quan ở đây mà xe bèo nha anh em, khoảng từ 90 con, 90 là đầu 10 xe hải quan á nha, mà dán xe những xe bèo thôi. Đó, những con này là nó không có được như những gì đâu. Con này là sơn zin, máy zin, đúng chất xe nội địa Nhật rồi. Có bẩn nè, có thùng nè. Anh em nào không lấy cặp bẩn trừ 3 triệu còn 34 triệu nha anh em. Mua bán nói chuyện rành mạch vậy cho nó dễ nha. Anh em không lấy bẩn trừ 3 triệu còn 34 triệu, còn anh em lấy full bẩn thì bán giá 37 triệu nha, 37 triệu ship thêm phí nha. Nhưng mà khuyến khích anh em ấy nên lấy cặp bẩn luôn đi. Vì đừng không anh em mua cặp bẩn ngoài nhầm khi anh em không biết đường mua đâu. Đó, thêm 3 triệu được full đồ về trưng bày hay sưu tầm gì đó thì ý ha. Cái con CD T-Win này nó xài điện 6V nha anh em. Cái bình nó quy nó bình nó quy 6V á. Nhằm khi những con này anh em đậu lâu á nó hết bình á. Nó xài điện 6V mà nó xài dít lửa nha anh em. Cái con này đọc vậy đó. Nó xài dít lửa, điện 6V mà anh em cái bình mà nó hết bình á là nó không hoạt động được nha. Nó xài dít lửa nhưng mà nó xài kích bằng bình mới đọc á. Con này nó hay ho, nó đập kiểu cái phơm cổ, nó cái dòng cổ mà nè. CD 125 T-Win. Anh em nào có con xe nào hải quan á, đập đồ con này qua đúng bài luôn. Sơn zin, máy zin nha, đúng đồ zin theo xe vậy nè. Chất lắm, con này bán 37 triệu. Anh em nào mê phơm zin mà phơm cổ gỗ thì dứt con này. Đó, order thì thấy có 4.900 rồi nè. Máy này xài điện 6V nha. Bình là bình 6 nha anh em. Bình 6V đó. Chứ anh em đừng nói mà những con xe này mà về anh em hết bình đậu lâu, anh em hết bình anh em đưa bình 12 vô, anh em đưa bình 12 coi chừng cháy cái cục mua pin hoặc cháy cục sạc mình nữa nha. Hoặc đừng có về mà để kẹp cục sạc mà sạc, anh em khuyến khích anh em á sạc những con này nè, anh em lấy cái bình nữa đi. Đó. Lấy cái bình ra mình sạc riêng nha, chứ đừng có kẹp kẹp cái cục sạc mà kẹp trực tiếp đi luôn. Kẹp trực tiếp mà chừng đi luôn cục mua pin với cục sạc á nè. Tại vì xài điện 6V nha. Sao luôn, là thùng sao này thùng sắt nha anh em, thùng sắt từ Nhật về luôn. Đó, anh em là không lấy bẩn, không lấy bẩn trừ 3 triệu nha, trừ 3 triệu còn 34 triệu. Tất cả các xe bên em bán anh em là ship thêm phí nha, giá xe chưa với ship nè. Nè kính nè, kính si một cặp Mazda in ra băng đàng hoàng nha anh em. Điện là điện 6V, sơn zin, máy zin nha anh em. Còn anh em nói trời trời chơi mấy con này
để chơi mấy CD Bentley ngon hơn. Nói chung là cũng tùy người thích anh em. CD Bentley thì có cũng rất là nhiều anh em. CD Bentley thì nó cũng 40 mấy triệu là có xe rồi, 30 mấy triệu thì bèo bèo. Còn những City Wing này là ít xe lắm, nó có nhưng vẫn có, nhưng mà nó ít những con xe mà nó zin nó đủ đồ vậy nè. Con này nó liền tới những cái tem luôn nè, những cái tem, những cái cánh chim nè. Đa số giờ nó mắc mấy cánh chim phải chăng không, mấy xe City Wing, những City Wing này em mà lấy về là phải lấy những xe chất chất vậy nè, đồ zin liền lạc. Những con này mấy cái đậu khó mua lắm anh em, khó mua lắm. CD Bentley thì đầu mua rất là nhiều, nhưng mà những con CD mà T-Win này nè, những cái món đồ món của nó mà để anh em mày để vào xe hoặc chơi sưu tầm á, ít có lắm, liền đẹp như vậy nè. Sơn zin nha, bao anh em sơn zin nha, sơn zin máy zin nha. Nè em nổ máy cho anh em nghe luôn. Yếu bình nè, bình nó xài bình 6 anh em. Nhẹ lắm. Bệnh này à, yếu lại mấy bệnh 6 rồi nè. Anh em thấy những bình yếu mà anh em đừng đút cái bình 12 nha. Lỡ tiệm mình nó đút bình 12 vô, đút vô quéo cái đường dây điện mình nha anh em. Có gì em nói trước, hướng dẫn cho anh em trước cho nó dễ. Thế thôi, không biết đút bình 12 vô tàu ao luôn, đai luôn xe luôn. À, keo zin nè, sừng zin nha này, đầm là keo zin, bột keo zin, bô nè, bô đẹp nha này, máy móc là bao anh em nguyên zin, thì máy nha, mượt mà nha này, đó, đầm keo zin nhìn chắc không, Suzuki Win mà. Đầu nó nhìn phơm cổ cổ qua này, cái chống ngang nó nhìn cũng lực thì ghê không, cái chống là nguyên cái chống đúc luôn, thép thôi vậy này, đập thì đó. Sơn là sơn zin không dặm nha này, nè lóc là lóc sơn zin luôn, máy à, mình sẽ còn zin. Chịu rồi, những T-Win mà T-Win thì nó không có đẹp như những, nó không có mới, không có kem như những CD Bentley đâu nè, nhưng mà nó đảo lại cái phom dáng là phom dáng cổ điển. Những ốc nhìn sướng mắt không, sừng zin. Và ga sau này còn đẹp lắm nghe nè, tại gắn cái thùng luôn đó, nó đúng phom dáng cổ cổ chơi. Và ga sau còn đẹp nha, máy thì thầm không anh em, máy CD thì Win mà nó im ghê không đó, xe con mà bảy màu luôn. Sáng lên cái con Naughty Dog đó nè, cái đất con đó khá độc, lên chưa được 10 phút bán chút con đó luôn. Có những anh em lên comment khơi khơi trên YouTube á, nói trời trời quay lên xe độc quá, để xài đi bán làm chi. Mấy ông nội đó cái chuyện ba lông thiệt, dân bán xe là sưu tầm về để bán, quay clip để bán, mấy anh coi được, mấy anh coi, mấy anh comment khùng khùng vậy đó. Thì thường mấy ông nội đó, mấy thằng comment mà kiểu nó chớt vậy anh em, đa số 100% á, mấy đó có dần xài mà không được đăng ký 4G riêng nữa, xài wifi ké của người ta đi comment á, nói gì nó hơi kỳ chứ, nó khách hàng thượng đế, nhưng mà mấy anh đó comment vậy là không phải khách hàng đâu nè, không có mua xe đâu, comment khơi khơi vậy đó. Nhưng khi xài wifi còn xài wifi ké nữa chứ đâu có được đăng ký 4G đâu nè. Còn những người ta có tiền hay là người ta mà kiểu đam mê á, alo cái là chốt xe, những anh khách sáng cái alo xong gửi số tài khoản chốt xe xong, nói chỉ được 10 câu nữa nè. Còn mấy ông lên comment ba láp ba xàm, quay xe lên cho mấy ông coi, mấy ông trải nghiệm, tôi dám chắc mấy ông luôn rồi. Không biết bao nhiêu tuổi chứ mấy ông chưa rờ được những xe như thế đâu.
trở lại mình đi anh em. CD 125 Twin đầu 10 sơn zin, máy zin. Giá máy con này công khai là 37 triệu nha nè. Bao anh em sơn zin, máy zin. Anh em là không lấy bẩn trừ 3 triệu nha. Còn 34 triệu nha. Giá xe ship thêm phí giùm em ha. Có thùng sau, có hai kính nè. Hai kính xi zin, hai kính xi Mazda in Japan đàng hoàng. Thùng là thùng sắt. Thùng sắt từ Nhật luôn nè chứ không phải thùng mình đây đâu nha. Đó rồi. Anh em nào quan tâm về cái dòng xe mà cổ điển á, như cái con CD 125 Twin này nè, thì cứ con hoặc kết bạn Zalo số điện thoại em ha, 0832354148 nha nè. Đó, quên để em test chức năng mấy cái xi nhan này luôn rồi. Xi nhan nè. Xi nhan nè. Xi nhan phải nè nè. Xi nhan phải nè. Còi nè. Đèn nè nè. Chung là full chức năng nha. Điện đèn còi đầy đủ nha nè. Máy là máy zin, im máy mượt mà nha nè. Nó sơn zin máy zin. Rồi anh em quan tâm thì cứ alo các bạn Zalo em nha. Khuyến khích anh em á. Khuyến khích anh em á, mà mua xe bên em hay mua của ai cũng vậy nha. Các bạn Zalo đi, call trực tiếp đi. Nó thấy xe mình muốn mua hả, tiến hành giao dịch nha anh em. Nó thứ nhất tránh tình trạng qua kim gian cò lái nè nè. Nó thứ hai là tình trạng lừa đảo nha. Đó, mua bán với em thì lúc nào cũng giá công khai chứ, rành mạch rõ ràng, thuận mua vừa bán, xe là xe của em, tiền là tiền của anh em, hoạch tẹt ra vậy cho nó dễ nha. Dân miền Tây chất phát nha nè. Đó, có nhiều xe nhiều bán nhiều, không có kỳ kèo này kia đâu, đăng cho cố lên rồi trả giá xuống rồi. Xe em bán nhiều, em nói nhiều cho nó dễ nè. Thuận mua vừa bán rồi ha. Đó, thuận mua vừa bán thôi nè. Anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm những cái dòng xe khác mà độc bên em á, thì cứ ấn cho cái kênh em đi nè, cái kênh TT Shop Xe Nội Địa Giao Băng nè em. Ấn cho em một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo anh em, nó để những clip mà em cập nhật tiếp theo á, anh em sẽ là những người đầu tiên để thấy những clip đó ha. Cái phần đó không tốn tiền nha anh em, nhưng mà biết đâu mình sẽ tìm được những con xe ưng ý cho mình chơi nha anh em. Đó rồi, cảm ơn anh em đã xem clip luôn.